huyện Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở phía tây nam tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, huyện Vĩnh Tường đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn, động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính giao thông nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, hàng trăm phòng học và các công trình phụ trợ được cải tạo, nâng cấp, từng bước chuẩn hóa. 100% trường học của huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống kết cấu kinh tế hạ tầng, xã hội khu vực nông thôn được nâng cấp, đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Môi trường và chất lượng môi trường sống của người dân nông thôn được cải thiện, ngày càng sáng, xanh sạch đẹp an toàn. Nhiều mô hình hiệu quả trong thu gom xử lý rác thải và vệ sinh môi trường được triển khai, nhân rộng. Đến nay, huyện đã có 21 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng. Tập trung tuyên truyền cái ý thức của người dân để chung tay cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới. Thế thì có những cái tiêu chí mà chính phải là người dân phải tự giác như là phải tập trung xây dựng để nghĩa là sao để xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là để phục vụ chính cho người dân. Cụ thể như là cái tiêu chí về môi trường, thế rồi tiêu chí về cây xanh, thế rồi ý thức của nhân dân trong cái việc vệ sinh đường làng ngõ xóm để tạo cái cảnh quan trong cái xây dựng thôn dân cư mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước và huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Xã Vũ Di có 4 thôn, 1.455 hộ với 4.384 nhân khẩu. Đến nay, xã Vũ Di đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Vũ Di đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng nông thôn nâng cao, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó giúp người dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách làm. Từ nguồn vốn huy động, cùng với sự đồng lòng, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, Vũ Di đã xây dựng hệ thống hạ tầng khang trang, hiện đại. Các mô hình sản xuất được gây dựng và duy trì, đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Qua xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng phát triển, môi trường được quan tâm xanh sạch đẹp, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã Vũ Di đạt 65,06 triệu đồng trên người trên năm. Cuối năm 2021, xã chỉ còn 6 hộ nghèo trên 1.445 hộ, chiếm tỷ lệ 0,42%, 100% các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa hoặc nhựa hóa, trồng cây xanh hai bên đường và có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo. Cùng với đó, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. 4 trên 4 thôn được công nhận là thôn văn hóa, 100% các hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Năm 2021, thì xã Vũ Di của chúng tôi cũng đã về đích xã nông thôn mới nâng cao, thôn Vũ Di thì đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2022, thì chúng tôi mạnh dạn tiếp tục đăng ký 3 thôn, thôn Xuân Mai, thôn Yên Nhiên và thôn Yên Trình để đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đến cuối năm 2022 thì về cơ bản chúng tôi cũng đã đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và hiện tại chúng tôi cũng đã có quyết định công nhận là 3 thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên thì một số cái tiêu chí, ví dụ như tiêu chí nước sạch thì chúng tôi cũng vẫn, so với tiêu chí mới thì chúng tôi cũng vẫn chưa đạt. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các công ty doanh nghiệp để chúng tôi mang nước sạch về cho người dân để đảm bảo các tiêu chí. Thì báo cáo là để duy trì các tiêu chí thì hàng tháng chúng tôi cũng vẫn tuyên truyền, tích cực tuyên truyền người dân nêu cao tinh thần tự giác, đặc biệt là trong vấn đề vệ sinh môi trường. Là một trong những địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, năm 2021, xã Ngũ Kiên được huyện chọn
là một trong những địa phương đầu tiên xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ này, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước thải, nhân rộng các tuyến đường hoa, chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Với tổng nguồn vốn hơn 94 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 24 tỷ đồng, đến hết năm 2021, Ngũ Kiên đã hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao với điểm nhấn là diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng trên người trên năm. Tôi thấy là cảm thấy là rất là phấn khởi, được ý thức của mọi người được nâng cao, rồi đường thì xanh sạch đẹp, hoa tươi nhiều, thế rồi là đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, ở đường điện thì có sáng suốt đêm để chúng tôi là được đi tập dưỡng sinh, buổi nào buổi tối nào chúng tôi cũng đi tập dưỡng sinh. Chúng tôi rất là phấn khởi, chúng tôi cảm thấy là được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đảng ủy huyện, cho địa từ xã cho đến huyện, như thế là chúng tôi cảm thấy là đời sống bây giờ được nâng cao, được sự quan tâm của đảng chính quyền, như thế là chúng tôi phấn khởi. Sau 6 năm đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019, xã Tam Phúc được Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Vĩnh Tường chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã đóng góp kinh phí và hiến hơn 1.500m2 đất để mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa. Đến nay, hơn 80% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được trồng cây xanh hai bên đường, 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng. Các tuyến đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm được duy tu, bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông. Các trường học trên địa bàn xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Phúc được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, trung tâm văn hóa thể thao xã và các nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang. Năm 2023, toàn huyện phấn đấu đạt chuẩn tối thiểu 5 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 15 trên 25 xã thực hiện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định giai đoạn 2021 đến 2025, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 28 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, nông sản an toàn theo hướng hữu cơ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững. Mặt khác, ngay trong những tháng đầu năm 2023, cùng với tiếp tục phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo thường xuyên xuống địa bàn được giao phụ trách đôn đốc, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên bố trí sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã đề ra.